cảm quan đấy. Này ôm lớp thì cho mẹ này. Đấy, nhất con gái. Thế còn là con nó hát bài gánh mẹ lồng vào. Sao mẹ con dâu ngại quá nhỉ? Thôi, mẹ ăn chay nhưng mà con lại góp thịt cho mẹ này. Con nhường thịt cho mẹ chứ. Vâng. Tóm lại là bà bây giờ bà ăn chay, gấp đôi tay, gấp thịt nghe nó vô lý. À rồi. Con mẹ đây, ngoài xong một thank you.
làm đẹp luôn không bác? Cái nào? Cái ý là cái quay này, ví dụ như cái da mặt mình nó không đẹp. Nó về bác chỉnh sáng mà bác không vào máy kia bác chỉnh. Đẹp làm được. Các thợ quay pin của nó thì phải được khoảng hoa có quay cho hai bác anh ấy quay hai bác đi hai anh chị uống cà phê cười cảm ơn chị nó bị nhấn mặt tháo thích quay lắm ba còn thích quay cà pháo con cái chồng những cái cảnh mẹ quay mẹ đang Ủa đây hả? À rồi. Đây. Đây em ơi, em quay đây. Trông giờ là đi dép vào đây sinh. Đi dép vào đây sinh. Tình cảm đây còn ra nữa. Tình cảm đây. Chị có bán mỡ kìa. Không nói thật đi em với con người. Chị có bán mỡ kìa. Em bán mỡ giá, bán mỡ biết làm sao? Đâu biết sao đâu, không biết. Nguyên cái đấy đã sai hoàn toàn. Chắc không phải sai mà là hiểu lầm thôi.
quay đẹp hết đấy nhá. Nó quay điện thoại nó đẹp hết đấy. Chim. Con quay à? Đây đi, đây đi, cầm cầm. Con chuyển thì nó chậm chậm thôi, nó đẹp. Cái máy này là pin để ngoài kiếm ấy. Để ở xe. Bây giờ có phải kêu con pin dự phòng anh ạ? Có chứ. Kiếm có phải nhuộm tóc không rồi gì nữa? Một tháng không, hai lần tóc xịn đấy. Bảo bác này nhuộm ấy. Không, xong rồi về nhuộm. Đây quay rồi, sang đây chứ. Đây là con quay đi từ đây. Con dọn sân đi. Không phải vợ con đâu, là con sân. Thôi, không nhớ. Vâng, luôn luôn cho quay đi. Con rồi, hết sân rồi ạ. Ho hóp bụng, hóp bụng. Đây là cái tàu
chợ Hữu Bằng đấy, Mỹ San ở Hữu Bằng đấy. Dịch cái ra đây giãn cách đã được. Đấy, từ dưới đây quay lên có cây này đẹp quá. Có đá để mà hát bài hát đây, chỗ này hát bài hát có đây. Hôm nào qua có bài hát ra quay ở đây đẹp. Thank you.
đứng đấy cao quá thì đứng xuống dưới. Đấy rồi, rồi rồi, đấy đứng đấy rồi. Được, được. Bà Ngân mắt cháy không? Đó. Ui dồi ôi, bà cứ đè vẹo cổ đi. Bà ép đầu xuống cái đầu mẹ gối là bà nhổ dâu. Mẹ là phải nhổ dâu. Bà kẹp xuống cái đầu gối đấy. Bà bắt cháy nó mỏi cổ, nó khổ khổ. Cháu hồi xưa còn bị gì chứ còn... Quay lại. Bắt quả đi con cá lên đây, đi gần lên đây. Đi gần với nhau đi ấy. Hai bắt cháu.
tao cần mấy.